tôi vừa phân tích cái đấy. Nhưng các bạn phải ghi chép nó lại. Nào, phân tích số 1, dấu cộng đầu tiên. Một mô hình sẽ hoàn chỉnh. Mô hình là ý tưởng và cách thức thực hiện ý tưởng, nhớ nhé. Cách thức nó, cách thức thực hiện cái mình muốn. Muốn gia đình ăn cơm nhanh, muốn gia đình không cãi lộn nữa. Thì cái cách thức để làm thế nào? Ý tưởng là không cãi nhau nữa. Đấy. Một cái mô hình nó gọi là hoàn chỉnh. Mẹ về không cãi nhau thật. Mà không phải là do con vợ nó nín. Mà không phải tại vì mình né. Con đu mẹ không nín, không né mà không cãi nhau. Thế thì mô hình ấy hoàn chỉnh. Một mô hình nó gọi là hoàn chỉnh nếu dấu chấm thứ nhất. Nếu cái gì ạ? Cung cấp cho khách, tức là ở nhà là con vợ cung cấp cho khách một giá trị, một giá trị đúng với cầu của họ, đúng với cầu của họ. Họ cầu cái đúng cái bố mày cần, họ cầu cái đủ má mày, giá về rẻ là khác ra mày ra. Cái gì ạ? Yếu tố thứ hai. Cái gì ạ? Đó là thỏa mãn được. Thỏa mãn được quyền lợi của chính mình, quyền lợi của công ty. Thứ nhì là bố mày phải được tiếp xúc với dạng VIP hơn chứ. Và thứ ba là bố mày là phải có cơ hội phát triển chứ. Thế mày có nhu cầu, mày làm giám đốc công ty, tao không có nhu cầu. Bằng mọi giá phải cho được con Trang, con Vân lên giám đốc công ty. Đấy là tối thiểu. Nếu nó muốn, con không phải đưa nó về dạng chuyên viên VIP chứ. Mô hình nào thì mô hình, nhưng phải làm được. Bố mày phải giàu. Vài năm nữa là phải mua dinh độc lập chứ. Nhưng mà mày mua dinh độc lập thì mày sẽ bóp chết khách. Không, em cho khách giá trị nhưng em không phải có giá trị. Như vậy nó, cái mô hình nó tạo ra hai giá trị, một giá trị cho khách và một giá trị cho chính mình. Các anh chị không cân được đời các anh chị mà, từ gia đình, bạn trong bàn nhậu cho tới kinh doanh. Anh muốn mô hình nhậu thế nào anh mô hình. Nhưng anh ngồi anh phải mang lại chứ tôi cho người đối diện chứ. Anh phải nhường cho người ta nói chứ. Và sau nhậu người ta phải được cái gì chứ. Và những cái tổng quan này nó quan trọng hơn nhiều, vì nó tăng nhận thức cho các bạn. Còn tí về thao tác khá khó, rất thú vị nhưng lại không quan trọng bằng đâu. Một mô hình kinh doanh phải thỏa mãn cái số 3. Những cái điều này tôi khẳng định các anh chị ấy, nhận thức là khác nhau không? Nhưng mà riêng cái chỗ anh Dũng ấy, thì tôi nghĩ là anh ấy sẽ khoái lắm. Bởi vì cái đó nó điều chỉnh mãi, tự nhiên nó ra một cái hành vi đã lắm. Bán hàng xong cái khách cười pha pha pha. Bán xong cái nhân viên cười pha 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 pha. Bán xong cái thủ tướng xuống bắt tay, cảm ơn mày quá. Thì mục tiêu 3 của nó là cái gì ạ? Thỏa mãn được, công ty phải thỏa mãn được nhu cầu, nhu cầu của xã hội. Mày đóng thuế đầy đủ cho bố mày, mày giải quyết công ăn việc làm càng đông càng tốt cho bố mày. Các anh chị mà nói tôi đang nói đạo đức là tôi đập vào mặt đấy nha. Vì đây là quá đạo đức ấy. Bởi vì cái đạo đức đúng nghĩa đấy. Mô hình mày, mày chỉ biết đi bán khách xong bắt đầu anh em mày chia nhau. Mày chia nhau vào Tập Cận Bình bảo đù má chúng mày, cho người ta với. Chúng mày không nghe, bố mày ép buộc chúng mày thịnh vượng chung. Thì đấy mới có nhận thức. Tôi nhận thức thế tôi giảng nó mới hay được chứ. Nên đi nói cứ linh tinh. Thế nào là đại gia? Đủ má mày, khi nào mày đạt ba cái này thì đại gia xuất hiện. Lừa đảo có tí tiền thì kêu đại gia. Ngồi đi, nhưng mà cái loại không chấp. Bơ ba cái rồi. Các bạn gái khi 18 tuổi, các bạn là quả bóng đá. Các bạn nên nhớ cái thân thế sự nghiệp là tôi. Đừng có tinh tướng với tôi. Nhận thức không ra. Mà đã là quả bóng đá thì 22 thằng cầu thủ được tuyển chọn rồi nhé, toàn đàn ông lại siêu đẳng giành nhau.
Đến khi bạn 28 tuổi thì bạn là quả bóng rổ. Lúc này chỉ còn có 16 thằng dành thôi, mà toàn thằng dị dạng cao lêu nghêu. Khi bạn sang 38 tuổi thì bạn trở thành quả bóng vàng. Còn có hai thằng mà nó cứ đẩy đi đẩy lại, cho thì em không chê, nhưng mà lấy thì dứt khoát em không lấy. Ngồi đứng mà tinh tướng. 57 tuổi còn đi xẻ môi xẻ cằm. Sang đến 48 thì bạn trở thành cái quả bóng chảy. Nó cầm cái chảy đấy, gửi đến gần nó bạc lắm, quánh càng ra xa càng tốt. Biến đi, tao nhìn cái mặt mày nó tao hết làm việc. Vẫn cứ vinh vào. Các chị thấy em đẹp không? Sợ thiết. Đàn ông người ta ói, người ta không muốn nói nữa. Nhưng mà vô học, cho nên từ ăn mặc chỉ đi đâu chung mày. Đến tuổi này còn ẹo, đến tuổi này còn ẹo. Đủ má, ẹo cái gì. Ở đây nó khỏi cái ẹo, nó không thành ẹo rồi. Tôi lấy một ví dụ về nhận thức. Tôi không miệt thị ai cả. Đó là thực trạng. Còn sang đến 58 thì bạn trở thành quả bóng gôn. Các bạn ạ, quả góp á, nó tìm cách nó nhanh chóng làm sao đẩy xuống lỗ. Xuống lỗ đấy không. 50, 60 còn đi cắt gì môi gì cầm xẻ. Mẹ ngộ nhận đến cùng cực. Anh cắt để đẹp thì được, chứ còn anh cắt để anh biến nó về 22 cầu thủ giành nhau thì vớ vẩn lắm các bạn ạ, không ai giành nữa đâu. Nó tìm cách nó đẩy xuống lỗ. Mà cái con đàn bà thì lại ảo ảo ảnh đến cùng cực các bạn ạ. Thế anh có thích em không? Xe thì không thích. Thế em có lấy không? Có lâu. Có lấy em không? Nâu. Lý do bóng bàn. Ok. Hoàng có thấy hay không Hoàng? Bồ mày, con bồ mày đang ở Thái Nguyên, nó nằm trong vùng từ 18 đến 28 thì là bóng đá đấy. Có bóng đá đấy. Còn nếu trên là bóng bàn rồi đấy. À quên, bóng rổ đấy. Hiện nay cô bé bồ đang ở bóng gì? Cho xuống lỗ rồi thầy. Cho xuống lỗ. Tức là tuổi thì 18 mà phẩm chất thì 58. Hả? Thế mày có khả năng lấy một con 58 và phẩm chất 18 đi. Chắc phải nhờ thầy giới thiệu đi. Tao đã có thì đời nào tao giới thiệu cho mày. Hai thằng đàn ông với nhau. Cho nên các bạn đừng có dở trò thì cặp nọ cặp kia rồi múa. Cái dân nó bản chất ấy, nó nhìn vấn đề khác lắm. Ok. Cái người mà đau khổ nhất mà nhìn tao nhiều nhất trong cái buổi hôm nay. Cho nên là các bạn à, tôi chỉ lấy một ví dụ. Các bạn không hiểu cái tổng quan, không hiểu. Các bạn ngạo mạn mà cực ảo. Ok. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói 18 tuổi kẻ đón người đưa, gớm dịch dập dình như ở trên sông. Mà sang đến 58 rồi mà vẫn cứ tưởng tượng mình là như vậy. Mẹ, đi học tổng quan đi. Các bạn ạ, đó là thực trạng xã hội mà vừa nói ra khiếp, thầy coi thường phụ nữ khiếp, rồi biến mẹ. Thì đấy là một ví dụ để tôi nói các bạn không nhận thức được thì tất cả những cái thao tác của các bạn là vô nghĩa, vì cái thao tác nó dựa trên một cái kiến thức không có. Tí nữa tôi sẽ phân biệt cho các bạn thế nào là hiệu quả, thế nào là kết quả. Không ai chơi chữ đấy cả. Mà muốn chơi chữ thì phải chơi cho nào ngoài. Đấy. Nhiệt tình cộng với ngu bằng phá hoại. Chứ ai lại cho lao động tiên tiến rồi đấy. Ngay cái gốc ban đầu sai tét thì làm sao làm được. Và các anh chị đã học tôi, các anh chị đã mất tiền, mất thời gian. Tôi không muốn các anh chị lại tiếp tục lâm vào cái bản năng sai ấy. Đấy, nhớ nhá. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm cho cái phân tích này. Phân tích về khái niệm mô hình này, các anh chị đừng vội nhé. Với năng lực sư phạm của tôi, các anh chị nhận thức được mấy anh
mô hình là vẽ hình, hình vẽ, tức là sơ đồ hóa ý tưởng và cách thức để làm, để đạt ý tưởng đó. Và một một mô hình thì nó gồm có ý tưởng và cách thực hiện được mô tả trên các góc cạnh của mô hình, và một mô hình được gọi là quái kiệt, được gọi là kính trọng nếu mô hình đó đạt được ba quyền lợi cho ba phía. Vậy thì tôi sẽ cho các anh chị một thí nghiệm nhé. Và nếu cái anh mà tôi hỏi mà mô hình nó đạt được cái này thì không có lý gì mà không đập vào mặt thầy ấy. Thầy đừng nghi ngờ tôi nhé. Đây là niềm tự hào lớn nhất của công ty tôi, vì mô hình tôi đang mang lại ba cái cho anh em. Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi anh Dũng ấy. Mô hình hiện tại của anh ấy, bất kể nó làm gì, bán bằng cách nào, sản xuất bằng cách nào, cái gì ạ, sản phẩm là cái gì tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết kết quả cuối cùng của mô hình nó mang lại ba quyền lợi này, thì tôi nghĩ rằng anh không được khiêm tốn nữa. Vì anh có niềm tự hào, anh đứng ở cương vị giám đốc, anh nói, tôi nói thật, anh từ bảo vệ cho đến người ngoài dự phải đái cho quần, vì có thằng nó làm được. Nếu không làm được, tôi đố các anh chị, mà giữ được công ty nó bền vững, vậy nó chưa bền thì mình phải điều chỉnh mô hình liên tục để cuối cùng nó đạt được ba cái dấu chấm. Dạ thưa anh, ở công ty anh là ba cái này anh thấy hài lòng nhất, cái gì trong ba cái này hay cả ba đấy? Mình mượn anh Dũng để mình giảng dạy thì các anh chị cùng nhận thức thì nó mới rõ nét ra được. Thưa thầy, là hiện tại thì em thấy là cái thỏa mãn được cái quyền lợi của công ty và khách hàng có hai cái giá trị mà em đang tập trung, đó là khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Ok, vậy thì đứng về triết lý, nếu anh đẩy cái quyền lợi của khách lên thì lập tức cái quyền lợi của công ty nó bị thu lại, mà anh đẩy quyền lợi của công ty lên thì quyền lợi của khách sẽ thu lại. Nó chơi cái trò nó đưa quyền lợi của khách về âm thì quyền lợi của nó lừa đảo rất là cao, nhưng đời nó mà anh đẩy cái này lên thì quân mình không có gì để ăn, mình trở thành thằng lão bố. Vậy thì mình cân thế nào? Thì nó sinh ra triết lý. Một triết lý đầu tiên, kệ mày, bố mày ăn nhiều đã. Một triết lý thứ hai, không, tao cho khách ăn tao ăn ít thôi, vì tao thương người ta đó. Thì đấy là hai triết lý đã, chưa nói triết lý số 2. Còn cái thằng kia bảo không, cả hai thằng chúng mình đều không ăn, tao cho xã hội ăn tất, doanh nghiệp xấu. Nó là một mô hình. Vậy triết lý của anh Dũng là anh sẽ cho khách ăn nhiều hay là cho mình ăn nhiều? Không ai chê anh cả, nhưng anh phải có một cái thái độ rất rõ ràng về triết lý chứ. Thì cái mô hình anh xây ấy, nó dần dần nó phải bổ sung những ý đó. À, bây giờ anh có rõ cái triết lý của hai cái dấu chấm này, dấu chấm thứ ba này bỏ đi cũng được. Nhưng mà thái độ cụ thể của anh thường là anh cân 50-50 để cho vui cả làng, hay là anh muốn nghiêng về cái giá trị khách nhận được hơn so với nhân viên nhận được hay ngược lại? Hiện tại thì em đang cân là khoảng 70-30, trong đó thì 30% là dành cho khách nội bộ và 70% thì là cho khách mua hàng. Tất nhiên cái này nó chưa có chỉ số đo cụ thể, nhưng mà đang về cái bắt anh trả lời ngay là một câu hỏi khó. Cái này nó đòi hỏi sự chăn trở. Và nếu anh mà thầu người ta tốt, thậm chí anh ăn ít, người ta vạch mồm anh ra, tôi yêu cầu ông phải ăn nhiều. Một mô hình thì cái đích của nó phải đạt được ba đích đấy. Và thị trường nó không cho phép bạn chọn một đích nữa đâu, trừ doanh nghiệp xã hội. Cho nên tí nữa nó có khái niệm, người ta gọi là bán cho khách một giá trị. Giá trị này là vô hình, hữu hình, sờ được, mó được, không sờ được, không mó được, đều là một giá trị hết. Trường Doanh Nhân PR.